gọi, không nghe máy luôn. Anh... Mày đâu rồi về? Ha! Cơm nước không nấu. Anh Hà, anh bình tĩnh đã. Mẹ bị bệnh nên em về chăm sóc cho mẹ thôi mà. À, con danh con này. Bỏ ra là mày lấy lúc mày lấy tiền tao mày đem về nhà ngoại đúng không? Lúc này á, bố mày cho em một trận. Anh nói vậy mà nghe được sao? Đấy là mẹ của chúng ta đấy. Mẹ chúng ta? Đấy là mẹ mày, không phải mẹ tao. Bây giờ mày giỏi nhờ? Con dám lấy tiền tao đem về nhà ngoại á? À? Em không có. Em chỉ về chăm sóc cho mẹ thôi. Cái loại đàn bà vô dụng như mày. Tao biết rồi. Hay là mày giả vờ mày mới thi chuột thằng khác đúng không? Anh Hải, anh nói vậy mà nghe được à? Thật sự em chỉ về chăm sóc cho mẹ thôi mà. Mày im mồm đi. Bận đoàn bà cưới bao năm rồi đẻ đứa con không được. Đúng là cây độc không trái, cái độc không còn mà. Đây đâu phải là vấn đề của riêng em. Em cũng đang rất cố gắng mà. Mày im mồm đi. Nói một cái. Tao ở trước nha. Tao ra ngoài mà về mà chưa nấu cơm xong nha. Tạm nó mồm đấy. Đi à. Anh Hải này. Ê, ăn cơm nó ít đi. Mẹ em ốm nặng quá. Anh có thể cho em về nhà mẹ chăm sóc cho mẹ ít hôm được không? Mẹ khỏe em sẽ về ngay ạ. Mày bị làm sao ấy? Thế mày về nhà, nhà cửa cơm nước đây ai lo? Ai trông tao? Anh giúp em mấy ngày có được không? Mẹ chỉ có mình em thôi. Mẹ mà có mệnh hệ gì thì chắc em không sống nổi mất. Không sống nổi nữa ấy. Thế mày quần gói mày đi luôn đi. Tao không chứa nữa. Lại đàn bà gái đã vô dụng rồi. Xong này đòi hỏi quà vẩn. Ăn bữa cơm không xong. Sao? Công việc này ổn cả chứ? Thì rồi vẫn tốt. Với là tao sắp lên chức trưởng phòng rồi đấy. Thế chúc mừng mày nhá. À mà này, thế mày đã có mụn con nào chưa? Vẫn chưa. À, thế mày với vợ mày ấy cưới nhau lâu chưa? 3 năm rồi. Thế thì không ổn rồi. Mày nhìn bạn bè xem, đứa nào đứa nấy ấy, con cái thì đề huề. Chứ mày không tính làm đứa con trai mà nối dõi thông đường à? Hay là do mày yếu quá? Và vô vẩn làm gì cái chuyện này. Tao sức khỏe thừa. Thế thì mày phải xem lại vợ mày rồi. Chỉ có cái nhiệm vụ ấy là sinh cho mày một đứa con mà không làm được. Mà tao hỏi thật nhá, lúc mày lấy vợ ấy, nó còn trinh không đấy? Sao mày hỏi chuyện đấy? Con gái bây giờ ấy, đứa nào chẳng thế. Yêu xong, có chửa, sau lại mang thai, lại phá. Bây giờ nó đi chứng, không đẻ được là đúng rồi. Thật á? Thế mày không biết à? Mày về ấy, xem lại vợ mày đi. Như thế này ấy, tao nghĩ mày bỏ quách cho nó xong. Chỉ có mỗi việc đẻ cho mày đứa con thôi cũng không làm được, thì làm được cái gì? Mình có thai thật rồi. Anh Hải mà biết được, chắc anh ấy sẽ vui lắm. Mày im mồm mày luôn đi. Con dạy con này. Có phải là ngày xưa mày phá thai nhiều quá cho nên bây giờ mày không đẻ được nữa? Anh Hải, anh đang nói cái gì thế? Phá thai gì chứ? Em không hiểu gì hết. Mày giả vờ ngu ngơ à? À! Đừng tưởng bố mày không biết nha. Bố mày ngu. Bố mày cưới mày cho nên bây giờ mày mới như thế này. Sao tao không nghĩ là cái đợt cưới mày mày không còn chi tiết à? Mày yêu nhiều thằng, mày phá tay nhiều quá cho nên bây giờ bố mày chịu cảnh không con nhà. Con danh con này.
Ai nói với anh là anh đã phá thai nên giờ không có con được nữa? Chuyện chính tiết thì quan trọng gì chứ? Chẳng phải từ ngày lấy anh về, em vẫn làm trọn nghĩa vụ làm vợ, chăm sóc. Mày im mồm mày luôn đi. Mày càng nói tao càng không chịu. Con dành con này bố mày cho một trận con dành con này. Con lang loạn này. Bố mày chưa biết cha bố mày biết hết đấy. Con chó này. Mày bịt tao à? Mày bịt tao à? Anh đừng đánh em nữa. Con dành con này qua mặt tao mày bố mày cho một trận. Con dành con này. Cứa này qua mặt bố mày. Này cô ơi, cô có sao không? Cứu tôi. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhà. Đừng đưa tôi về nhà. Cứu tôi. Tôi đau quá. Cô hãy cố lên. Cô sẽ đưa cô vào viện. Cố lên nhá. Anh ơi, anh ơi, giúp tôi với. Tôi đưa cô ấy vào viện. Giúp tôi. Anh bảo giúp tôi xem. Tôi đưa cô ấy vào viện. Cảm ơn anh nhé. Cô Huyền này, bây giờ tôi có việc, tôi phải đi một chút đã. Cô cứ vào trong, bàn hợp đồng với đối tác đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Dạ vâng ạ. Tưởng ai? Hóa ra là cô vợ cũ đáng kính của mình đây à? Chào anh. Sao? Dạo này đang cặp kè với tên đại gia nào rồi? Cái loại đàn bà như cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ à? Xin anh hãy cẩn trọng lời nói của mình. Chà, dạo này còn thích tỏ ra cái giọng vẻ thanh cao với tôi cả. Này, tôi đã quá rõ con người của cô rồi. Tỏ vẻ với tôi làm cái gì? Mà ngày xưa cũng may, tôi nhận ra con người của cô sớm, chứ không bây giờ ấy, đầu tôi mọc đầy sừng. Mà giờ lại nhìn không khá hơn rồi đấy nhở? Chắc là cô phải đền bù cho tôi những cái tháng năm mà tôi phải nuôi cô vất vả đấy chứ. Anh nói cái gì? Những năm tôi là vợ anh, dù anh có đối xử tệ bạc với tôi, đánh đập tôi vẫn chăm sóc cho anh không sai một ly nào. Vậy mà anh còn bắt tôi đền bù nữa à? Mày phải đền bù cho tao ấy, vì tao đã cưới phải con vợ như mày. Và 3 năm tôi nuôi mày cực khổ, và cả những cái lần mày lén lút lấy tiền của tao để mang về nhà ngoại. Anh quá đáng vừa thôi. Quá đáng? Được. Đã thế, hôm nay mày không giải quyết xong cái chuyện này thì tao sẽ không ký hợp đồng đâu. Để xem, nếu mà tao không ký hợp đồng ấy thì mày nói chuyện với công ty mày như nào nhỉ? Anh đừng lấy việc tư giải quyết việc công. Bố mày thích như thế đấy. Làm sao? Có chuyện gì vậy? À, hóa ra người mà cô đang cặp kè chính là chủ tịch tập đoàn FVM ở đây ấy à? Anh đừng có bà nói hồ đồ. Chào anh. Xin tự giới thiệu với anh, tôi là chồng cũ của cô Huyền đây. Nhưng mà tôi nói trước với anh như này, anh nên cẩn thận với cô tình nhân của anh. Cô ta không phải là dạng vừa đâu, mà có khi còn là dạng rộng luôn đấy. Anh im đi. Chuyện này là sao?
Là sao? Để tôi kể cho anh một câu chuyện. Cô ta là loại đàn bà mất nết. Trước khi cưới tôi, cô ta đã ngủ với bao nhiêu thằng, phá thai không biết thằng bao nhiêu lần rồi. Chính vì thế khi mà cưới tôi, cô ta không có khả năng để sinh con nữa. May mà tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của cô ta và sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi đấy. Anh đừng có mà gặp máu phun người. Hóa ra anh là chồng cũ của cô Hiền à? Đúng, tôi là chồng cũ của cô ta. Anh nên cẩn thận với cô ta. Hóa ra chính anh là người đã đánh đập cô Hiền phải sảy thai, đến mức cô ấy không dám về nhà. Anh đang nói cái gì đấy? Đến cái khả năng sinh con không có làm sao mà sảy thai được. Vậy thì anh không biết, vợ của anh đã mang thai được 2 tháng và chính anh là người đã giết đi đứa con của mình khi nó còn chưa kịp chào đời. Nếu như ngày hôm đó tôi không vô tình gặp cô Huyền đây thì chắc cả hai mẹ con cô ấy đã không còn sống được nữa đâu. Anh đang nói láo cái gì đấy? Làm gì có chuyện đã xảy ra được? Nếu như anh không tin ý thì anh có thể đi gặp bác sĩ mà ngày hôm đó đã khám cho cô Huyền và xem lại ngày tháng xem có đúng hay không. Chuyện này là thế nào? Em mà nói cho anh biết đi. Ngày trước khi lâu không thấy có con, tôi đã tự mình đi khám. Bác sĩ nói tình trạng của tôi là bình thường, do anh khó có thể có con. Nhưng tôi thật không ngờ anh lại nghe lời người khác, sỉ nhục và đánh đập tôi đến mức sảy thai như vậy. Không phải như vậy. Các người lừa tôi đúng không? Hả? Có lừa anh hay không ấy thì tôi nghĩ chính anh là người biết rõ nhất đấy. Cô Huyền đây là một cô gái tốt, giỏi giang, nhưng mà vì anh đã bỏ bê công việc để ở nhà chăm sóc cho anh một cách chu đáo, thế nhưng anh lại không trân trọng điều đó. Tôi nói cho anh biết, dù mình là một người đàn ông ra ngoài xã hội có thành công đến mấy, nhưng mà không giữ được hạnh phúc gia đình nhà mình ấy thì cũng chỉ là người thất bại mà thôi. Cô Huyền bây giờ là thư ký của tôi, cô ấy làm việc rất tốt. Còn hợp đồng lần này ấy, tôi không cần phải ký với anh nữa. Anh đang nói cái gì đấy? Không phải anh nói là cái hợp đồng này rất quan trọng với công ty anh sao? Đúng là bản hợp đồng này quan trọng, nhưng mà để hợp tác với một người tệ bạc và xấu xa như anh ấy thì chúng tôi không cần. Tôi nhắc cho anh nhớ, đôi khi những thứ anh đang có ấy là những thứ tốt đẹp nhất. Một khi anh đã đánh mất đi rồi ấy thì sẽ mãi mãi không lấy lại được đâu. Đi thôi Quyền. Vâng ạ. Mẹ kiếp!